Lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19 của Malaysia, CITF, hôm 19 tháng 7 cho biết đang hợp tác với cảnh sát và các lực lượng khác để điều tra cáo buộc các nhân viên y tế tiêm vaccine không đúng cách cho người dân, theo hãng tin AP. Trong một thông báo được đăng trên tài khoản Twitter của mình, CITF tuyên bố họ đang xem xét các cáo buộc một cách nghiêm túc. Nếu thực sự xảy ra những vụ việc như vậy, CITF sẽ không ngần ngại chấm dứt hoạt động của các nhân viên y tế có liên quan và thực hiện các hành động kiên quyết dựa trên quy định của pháp luật theo thông báo của CITF. Động thái trên diễn ra sau khi người dùng mạng xã hội ở nước này lan truyền những câu chuyện về sự cố mà họ gặp phải khi tiêm vaccine ngừa COVID-19. Một trong số họ cho hay mình từng được tiêm bằng ống không chứa vaccine. Theo CITF, trường hợp khiếu nại đầu tiên xảy ra vào ngày 17 tháng 7 tại một trung tâm tiêm chủng ở sân bay Sungai Pantani thuộc bang Kedah, nơi tiêm chủng vaccine cho nhân viên lực lượng vũ trang và thành viên gia đình của họ. CITF không tiết lộ rõ vi phạm gì đã xảy ra tại trung tâm tiêm chủng này, song cho biết các cá nhân liên quan đã được triệu tập để đưa ra lời giải thích của họ. Chúng tôi đã tiến hành các biện pháp kỷ luật đối với nhân viên tiêm chủng có liên quan, CITF thông báo. Hai vụ khiếu nại khác liên quan đến việc người dân bị tiêm vaccine rỗng hoặc là vaccine giả xảy ra tại địa điểm tiêm chủng ở Trung tâm Triển lãm Thương mại Quốc tế Malaysia, MITEC, ở bang Selangor vào ngày 17 tháng 7 và Trung tâm Hội nghị Bangui vào ngày 18 tháng 7. Theo đó, các nhân viên y tế đã lấy những ống kim tiêm được chuẩn bị sẵn với vít tông kéo xuống cuối trước để tiêm cho họ mà không hề lấy vaccine từ lọ ra. Trên mạng xã hội Facebook, một người đàn ông kể lại việc mình được tiêm vaccine bằng một ống tiêm rỗng tại MITEC vào ngày 17 tháng 7. Người này cho biết khi anh hỏi nữ nhân viên y tế liệu cô có chắc chắn rằng mũi tiêm đã được thực hiện đúng hay không, nữ nhân viên y tế trả lời có lẽ là đúng, nếu anh muốn tôi có thể tiêm lại cho anh một mũi khác. Người đàn ông nói rằng anh đã được tiêm một mũi tiêm khác, lần này với sự quan sát của anh. Nữ nhân viên y tế mới lấy vaccine ra khỏi lọ và tiêm vào cánh tay anh ta. Tôi đang nêu vấn đề này vì nó có thể cực kỳ nguy hiểm nếu bạn không được tiêm chủng đúng cách trong khi bạn đang rất hạnh phúc khi nghĩ rằng mình đã được tiêm phòng, người này chia sẻ. Phản hồi vụ việc này, Giám đốc Sở Y tế bang Selangor, tiến sĩ Sanari Ngadiban khẳng định việc này là không thể xảy ra. Trong tuyên bố hôm 8 tháng 7, ông Ngadiban khẳng định các trung tâm tiêm chủng tại bang này luôn đảm bảo tuân thủ các quy trình tiêm theo tiêu chuẩn do Bộ Y tế quy định. Hơn 14 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 đã được tiêm ở Malaysia kể từ khi đợt tiêm chủng quốc gia bắt đầu vào ngày 24 tháng 2. Tính đến thời điểm hiện tại, có khoảng 4,5 triệu người dân nước này đã được tiêm chủng đầy đủ. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.